Hello, chào các bạn nha. Mình đang trên đường di chuyển từ hướng Cao Lãnh về ngã ba Cụ Hội. Thì đoạn đường này sẽ có hai cái chốt kiểm dịch. Khi mà các bạn ở An Giang đi ra Đồng Tháp thì sẽ bị chặn lại và điền thông tin cá nhân của mình vào ha, và lịch trình di chuyển của mình. Thì khoảng 5 phút là sẽ hoàn thành rồi các bạn. Nhưng mà khi mà chuyến về á, các bạn vào An Giang thì nó hơi lâu quá các bạn, bị kẹt xe á. Tại vì chốt kiểm dịch nó chặn ngay chân cầu cái Tàu Thượng á, thì không ai hướng dẫn mình chân á các bạn, tự mình đậu xe rồi mình đi tìm hiểu thôi chứ không ai hướng dẫn cho, thành ra gây nên tình trạng kẹt xe ngay trên cầu luôn nha. Gần tới trạm kiểm dịch đó rồi các bạn, kẹt xe nè. Hồi nãy quận đi thì mình qua bên địa phận của Đồng Tháp thì kiểm dịch rồi, giờ quận về thì trở ngược lại về địa phận An Giang thì kiểm dịch lại lần nữa nha. Đó, các bạn thấy kẹt xe dài tuốt đẳng luôn kìa, đây đẳng chắc cũng khoảng 200-300 mét đó. Cái quận đi qua bên Đồng Tháp thì nó cái đường nó vắng các bạn, ít có xe lắm, mà nhưng mà quận về vô An Giang thì nó hơi kẹt nha, khoảng 20-30 chiếc xe đang đợi nữa. Cái này vừa mới vô trong cái chốt kiểm soát dịch này các bạn, người ta đưa cái giấy nè, xong rồi cho qua chốt nha, xe kẹt quá trời luôn kìa. Đây là cái tàu ngay chăn điện máy xanh cái Tàu Thượng nha. Ai đi từ vùng dịch vô là phải qua bên đó test nhanh.